Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Bếp Gia Đình Chị Tư của mình nha. Giờ hôm nay thì mình sẽ nấu cái món bánh đa súp lươn. Thì món này hầu như các bạn ai cũng biết món này hết. Thịt lươn thì thơm, ngon, ngọt nha. Bánh đa thì giòn, ăn rất là lạ miệng. Và cách chế biến thì nó cũng đơn giản lắm. Mời các bạn cùng mình chúng ta vào bếp nha. Trước tiên thì mình sẽ đi sơ chế cái phần lươn nha các bạn. Lươn mua về nó rất là nhớt luôn á. Thì lúc này mình sẽ nấu một cái nồi nước nóng. Sau đó mình sẽ cho lươn vào trong một cái thau và mình chế nước nóng vào trong con lươn. Dùng con dao mình cạo sạch nhớt của nó đi ha. Sau đó mình sẽ vuốt qua muối luôn để cho con lươn của mình, da lươn nó không còn trơn nhớt nữa. Tiếp theo thì mình sẽ lóc cái phần thịt lươn ra và mình bỏ hết cái xương lươn đi ha. Mình chỉ lấy cái phần thịt lươn thôi. Bây giờ mình sẽ xắt miếng nhỏ ra và bắt đầu mình băm nha. Con lươn này thì sau khi sơ chế hết thì phần thịt lươn còn lại là khoảng 300g nha các bạn. Bây giờ mình sẽ băm cái phần thịt lươn này cho nó nhỏ ra ha. Kế tiếp thì mình sẽ dùng củ hành tím. Mình sẽ dùng khoảng tầm 2 củ hành tím nha. Mình cũng băm nhỏ củ hành tím ra luôn. Bây giờ mình cũng băm tỏi ra luôn, tỏi và hành tím nha. Mỗi thứ là hành tím 2 củ, còn tỏi thì khoảng tầm 1 củ được rồi. Bây giờ mình đang băm sả nè các bạn, sả cây á, mình mua về mình sẽ dùng khoảng 3 cây sả cây. Rửa sạch hết trơn đi rồi bây giờ mình sẽ băm nhuyễn nó ra luôn nha. Rau thơm ở đây thì mình sử dụng hai loại rau, đó là ngò gai và rau ngò ôm. Còn tùy theo mỗi gia đình, có những gia đình người ta thích những cái loại rau thơm khác, chẳng hạn như là húng lũi, húng cây và húng quế, tùy nha. Ở đây mình sử dụng rau ôm và ngò gai. Này thì bây giờ mình sẽ xắt nhuyễn hai loại rau này nha. Để một lát sau khi mà đã xào lươn chín rồi thì mình sẽ cho hai loại rau này lên trên cái đĩa lươn. Thì cái đĩa lươn của mình nó rất là thơm và rất là hấp dẫn luôn á các bạn. Ngò gai và ngò ôm đã xắt xong thì bây giờ mình sẽ cho cái thần thịt lươn lúc nãy vừa băm á, mình cho vào trong tô và bây giờ mình sẽ ướp vào trong đó khoảng phân nửa cái củ hành tím lúc nãy mình băm nhuyễn ra đó và phân nửa cái tỏi băm luôn. Mình ướp như vậy để cho cái phần thịt lươn của mình nó được thơm hơn ha, và nó không còn có bị cái mùi tanh nữa. Và bây giờ mình sẽ nêm vào trong đó khoảng một muỗng cà phê hạt nêm nha. Rồi, hạt nêm đã cho vào rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào đó thêm một muỗng cà phê đường nữa. Tiếp theo là nếu gia đình nào ăn được bột ngọt thì cho, mình sẽ cho vào đó khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Để cho cái vị của gia vị nó hòa đều lại với nhau, và nửa muỗng cà phê tiêu nữa. Kế tiếp để cho cái mần thịt lươn của mình nó được thơm hơn và có màu á, mình sẽ sử dụng khoảng nửa muỗng cà phê của bột nghệ nè. Và một chút xíu, 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương nha các bạn. Tất cả gia vị đã cho đầy đủ rồi thì bây giờ mình sẽ cho thêm vào trong cái tô lươn này khoảng 1 muỗng canh dầu ăn để giúp cho cái phần thịt lươn của mình nó được mềm hơn á. Thì lúc này cái tô lươn nó đã đầy đủ gia vị rồi, mình sẽ trộn đều lên nha. Và mình để đó cho cái phần thịt lươn nó thấm hết cái gia vị khoảng tầm 20 phút đi. Sau 20 phút thì lúc này mình sẽ cho chảo lên trên bếp nha. Cho vào đó khoảng 1 muỗng canh dầu ăn nè. Tiếp theo thì mình sẽ đổ hết cái phần sả cây băm nhuyễn lúc nãy á, mình cho vào và mình xào luôn. Lúc nãy mình đã cho phân nửa hành tím và hành tây vào và ướp chung với lươn rồi. Thì bây giờ còn lại phân nửa hành tím và hành tây á, thì mình sẽ cho vào trong chảo này và mình xào chung với lại sả cây luôn nha. Như vậy thì trong chảo mình nó vừa có sả cây, hành tím và tỏi băm nữa. Thì cái mùi thơm nó sẽ làm cho cái phần thịt lươn của mình nó được thơm hơn á, và ăn rất là ngon ha. Tỏi, sả cây và hành tím á, khi mà cái mùi xả nó dậy mùi thơm rồi á, và cái phần củ tỏi của mình á nó hơi ngã vàng vàng á, thì lúc này mình sẽ cho cái phần thịt lươn vào và mình xào chung lên. Bây giờ thì mình sẽ cho hết cái tô lươn này vào trong chảo ha. Bây giờ mình sẽ vặn lửa lớn lên nè. Dùng cái đũa mình sẽ đảo đều cái lươn cho nó tơi ra, đánh cho nó tơi ra, đảo liên tục và đều tay luôn để cho cái phần thịt lươn của mình nó tơi ra. Và cái lươn súp bánh đa này nè, thì có những gia đình người ta thích ăn cái thịt lươn nó hơi mềm mềm, vừa chín tới mềm, không được khô quá.
À, còn thường như những cái quán ăn á, thì có những chỗ người ta chia xào cái lươn này nè cho thịt lươn nó khô lại luôn, nó săn nó khô lại luôn, xúc bánh đa ăn á, thì nó rời rạc ra, thì tùy theo khẩu vị của mỗi nhà. Nhưng với gia đình của mình á, thì mình lại thích cái phần thịt lươn á, nó vừa săn vừa tới thôi, làm cho cái phần thịt lươn á, nó không có khô, nó vẫn còn độ ẩm ẩm, các bạn ăn nó sẽ mềm hơn và nó ngon hơn. Chứ nếu mà xào khô quá thì nó lại sám sạm, ăn nó không có được ngon lắm á. À, lúc này thì cái chảo lươn của mình đó các bạn, nó rất là thơm rồi nha. À, cái phần thịt lươn nó ẩn một cái màu vàng rất là đẹp ha. À, nhìn cái chảo lươn rất là hấp dẫn luôn. À, gia vị đã thấm đầy đủ rồi. À, cái lươn này nè, có những chỗ người ta xào cho nó thiệt là khô luôn. À, còn mình thì canh nó vừa chín tới thôi, là mình xúc cái lươn ra rồi, sau đó mình sẽ trang trí lên trên đó một ít ngò gai và rau ôm nữa. À, và mình để thêm vài cái bánh đa nữa, thì xúc ăn như vậy là tuyệt vời lắm rồi. À, về cái phần lươn xúc bánh đa này á, mình có thể chấm thêm với lại nước tương, sắc vài lát ớt lên trên nữa. Còn nếu các bạn không thích chấm như cái cách mình nêm nếm như vậy là cũng vừa ăn rồi. Chảo lươn lúc này nó đã có bước sang cái giai đoạn là bắt đầu nó khô rồi nè. À, những cái miếng thịt lươn nó bắt đầu nó săn, nó xe lại rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nêm vào trong đó một ít ngò gai và rau ôm nha. Như lúc nãy mình nói, các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại rau thơm nào, miễn làm sao hợp khẩu vị với gia đình mình là được. À, có rau thơm vào thì cái phần thịt lươn nó sẽ thơm hơn, nó ngon miệng hơn. Và ngò gai và rau ôm sau khi cho vào trong chảo lươn rồi thì mình sẽ đảo đều liên tục nha, ở trong khoảng tầm 1 phút thôi. Sau 1 phút đó thì mình sẽ cho đậu phộng vào. Thì lươn xào xúc bánh đa này là phải có đậu phộng nữa, thì mình ăn vào nó sẽ bị béo béo và thơm thơm, ăn rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ rưới đậu phộng vào nè, đậu phộng này đậu phộng rang nha, đập dập dập ra thôi, đừng có đập nhuyễn quá nha, vẫn còn nguyên hột đậu phộng. À, nhưng mà mình đập dập nó bể bể đôi ra thôi là được rồi. Mình cho vào trong chảo lươn, đảo qua đảo lại khoảng 1 phút nữa, bắt đầu mình sẽ tắt bếp nha. Cuối cùng thì thịt lươn của mình nó cũng đã chín rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ xúc cái lươn này cho vào trong cái đĩa nha. À, trọng lượng lươn ở đây nó chỉ có khoảng 300 gram thôi ha. À, trang trí lên trên đó khoảng một ít ngò gai và rau ôm. À, thêm vài lát ớt đỏ nữa, nhìn cho cái phần thịt lươn của mình nó được hấp dẫn hơn ha. À, nhìn kỹ sẽ thấy được cái đĩa lươn nè, nó có màu vàng óng nè, những cái miếng thịt lươn đó, nó có độ khô và độ ẩm vừa tới, nó không khô quá và nó cũng không có ướt quá. À, như vậy thì mình xúc bánh đa mình còn cảm nhận được cái vị ngọt của thịt lươn. Chứ còn nếu mà răng khô quá thì mình khi xúc bánh đa ăn vào á, thì hai cái bánh đa nó vừa giòn vừa khô, kết hợp thêm cái phần thịt lươn nó không còn độ mềm và độ ngọt của thịt lươn nữa, thì ăn mình cảm thấy nó cũng không ngon lắm. Và đây là những cái miếng thịt lươn là rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ trang trí vào trong cái đĩa thịt lươn này một ít bánh đa nha. Đó, hấp dẫn chưa? Bánh đa xúc thịt lươn, các bạn có thể làm thử nha, ăn cũng rất là thú vị, ngon, ngọt, giòn. Lâu lắm rồi thì hôm nay mình mới làm lại cái món này á. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình thưởng thức cái món lươn xúc bánh đa này ha. Mình sẽ lấy một miếng bánh đa và mình xúc vào một miếng lươn, chấm vào một ít nước tương nữa. À, ăn ăn vào nó rất là giòn và rất là ngọt thịt luôn. À, cái món lươn xúc bánh đa này nè, thường ở trong những cái quán nhậu nó hay chế biến những món này á, nó là món khoái khẩu của các bạn nam. À, những lúc mà nhâm nhi á, và lon bia á, thì làm thêm cái món này nữa thì thật là tuyệt vời luôn á. À, các bạn có thể tham khảo và chế biến cho ông xã mình những cái món lươn và thơm ngon bổ rẻ như vậy ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Góc Bếp Gia Đình Chị Tư. Nếu video có hữu ích các bạn nhớ nha, đừng quên nhấn like cũng như là chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Tôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.